Hello, chào tất cả các bạn. Chào bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì ok, hôm nay mình có nhận được cây iPhone mình có nhận được cây Samsung này A600G này các bạn. Đấy, bị khóa tài khoản Google nhá. Bị khóa mật khẩu nhưng mà reset lại thì nó vướng Google nhá các bạn. Đấy. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ vào Recovery cho các bạn xem phiên bản mấy và Android mấy nhá. Thì cái này là Android 10 các bạn ạ. Phiên bản thì level 7. Đây để mình vào Recovery cho các bạn xem này. Thì cái này lúc đầu nó bị mật khẩu nhá bạn, mình reset lại thì nó vướng Google. Đây thì để mình vào chế độ recovery nhá. Nếu máy ai mà bị mật khẩu thì bạn cũng vào chế độ recovery như mình này. Đấy. Volume cộng cộng phím nguồn nhá. Đấy, để cho nó vào chế độ recovery nhá bạn, để mình reset mật khẩu. Xong rồi nếu mà vướng Google thì bạn làm theo mình nhá. Cái này thì mình reset rồi. Đấy, thì mình chỉ vào recovery cho bạn xem lại thôi. Để các bạn gặp được máy thì các bạn làm theo nhá. Các bạn đỡ mất công lên mạng các bạn tìm video này nọ. Các bạn làm không được là mất công nhá. Đấy. Đây người thật việc thật nhé các bạn. Android 10 này. A600G U7 này các bạn. Đấy, Android 10 nhá. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ reboot lên. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách bypass con này nhá. Thì ai mà mới xem video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký nhá. Nhớ ấn chuông để đừng bỏ lỡ những video mới từ mình nhá. Còn ai mà có đăng ký kênh của mình rồi thì cho mình một like và một comment nhá. Ai mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại comment cho mình. Thì mình sẽ cố gắng mình làm video mình chia sẻ cho các bạn nhá. Còn các bạn đừng có xem xong rồi đi ra buồn lắm nha. Ok thì chờ cho nó khởi động lên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nhé. Đây thì chờ cho máy nó khởi động lên này. Đây thì mình kích hoạt lại cho bạn xem một lần nữa nhé. Không có nhiều bạn này bảo mình chia sẻ tào lao nha. Đây, mình kích hoạt cho bạn xem này. Đấy. Thì các bạn cứ làm theo mình đảm bảo là ok 100% nha. Đỡ mất thời gian các bạn xem mấy video mà các bạn làm không được. Mất công lắm nhá. Đây chờ cho nó kích hoạt này. Đây thì nó sẽ yêu cầu nhá. Sử dụng Google mã vẽ nhá, thì mình sẽ vẽ chữ Z này các bạn. Tí là mình sẽ cài cái mật khẩu là chữ Z. Đấy, mình vẽ chữ Z là không được nha. Thì tí là mình sẽ cài đặt cái mật khẩu là chữ Z để mình hướng dẫn cho các bạn nha. Đây, rồi, tiếp theo này các bạn ấn volume trừ này, cộng phím nguồn cho mình để chụp hình lại nha, màn hình nha. Đấy. Thì khi nó hiện cái bên này lên thì các bạn ấn từ chối cho mình này, xong các bạn ấn tiếp lần nữa cho mình này. Đấy, các bạn ấn từ chối và không hỏi lại này. Xong tiếp theo bạn ấn lại lần nữa cho mình này. Đấy. Xong các bạn vào cài đặt cho mình nhá. Rồi. Tiếp theo này, các bạn ấn vào chủ quyền này cho mình này. Các bạn ấn vào tìm kiếm cho mình này. Các bạn sẽ gõ cho mình giúp cho mình là chữ Google nhá. Google đây. Đấy, xong các bạn dời xuống cho mình. Đây, Google đây nhá các bạn. Thông tin ứng dụng này, đấy các bạn ấn vào cho mình này. Xong tiếp theo các bạn ấn vào chữ mở ở dưới này cho mình nhé. Rồi ok, các bạn ấn không cảm ơn này. Thì ở tìm kiếm này các bạn, đấy các bạn sẽ gõ cho mình chữ cài đặt này. Đấy, cài đặt đây, thấy không? Đấy, các bạn vào cài đặt cho mình này. Tiếp theo này, đây mình vào thông tin cho bạn xem một lần nữa nhá. Đấy, U7 Android 10 nhé các bạn. Rồi ok. Rồi tiếp theo này. Thì cái này các bạn sẽ vào sinh học và bảo mật này cho mình này. Để cài mật khẩu nhá. Tiếp theo này, các bạn dời xuống cho mình. Đấy, các bạn chọn cài đặt bảo mật khác cho mình này. Xong tiếp theo này. Các bạn sẽ chọn vào cái cửa sổ ghim này cho mình nhá. Bạn bật lên. Đấy, xong bạn ấn vào chữ bật này. Tiếp theo này, các bạn bật cái này lên cho mình này. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ cài mẫu pin hoặc mã hình nhá. Thì mình sẽ cài mẫu hình lại cho bạn xem này. Mình vẫn yêu cầu này. Đấy, tiếp này. Đây mình sẽ vẽ chữ Z nhé bạn. Lúc này mình vẽ chữ Z thì không được nhá. Nhưng mà bây giờ mình cài cài cái mật khẩu này thì tí nữa mình sẽ vẽ chữ Z được ok nhé bạn. Đấy mình tiếp tục này. Đấy. Xác nhận một cái nữa cho mình này. Rồi, ok thì đây nó yêu cầu cài vân tay thì bạn không cần cài đâu nhá. Các bạn quay lại cho mình. Đấy, bạn quay lại từ đầu cho mình này. Đấy, các bạn kích hoạt lại cho mình nha.
Thì bây giờ mình sẽ vẽ cái chữ Z lại xem nó có chấp nhận không nhé bạn. Đấy. Nếu mà không được nữa thì các bạn khởi động lại máy cái cho mình là ok. Đây mình vẽ lại chữ Z này. Đấy. Ok thì nó đã có chữ bỏ qua ở đây nha các bạn. Đấy các bạn bỏ qua cho mình này. Đấy khá là đơn giản đúng không các bạn? Rồi, ok thì bây giờ kích hoạt vào thôi, tắt mật khẩu đi là xong. Không có gì là khó khăn cả. Rồi ok thì ai mà xem video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký nhá. Để ủng hộ mình nhá các bạn. Ai mà yêu quý mình thì chia sẻ video để kênh của mình sớm phát triển hơn, mình lấy nhiều động lực hơn, mình làm nhiều video hơn, mình chia sẻ cho các bạn nhá. Rồi ok thì mình cũng xin phép dừng video tại đây thôi nhá. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn cứ kích hoạt vào là ok thôi. Đấy. Chào tất cả các bạn nha. Nhớ like và chia sẻ để ủng hộ mình nhá. Ai mà xem video thì để lại cho mình một comment nhá. Rồi ok.